tòa lên tiếng trước bản án 5 năm tù với nữ giám đốc gây thiệt hại gần 45 triệu. Dư luận xôn xao trước việc bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, bị tuyên án 5 năm tù giam vì gây thiệt hại số tiền gần 45 triệu đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã lên tiếng về vụ việc này. Ngày 1 tháng 5, ông Trần Quốc Cường, Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An thông tin trong các ngày 7, 10, 11, 17 và ngày 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 65/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022. Các bị cáo Lê Thị Dung, sinh năm 1971, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1966, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hưng Nguyên truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, năm 1992, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Hưng Nguyên được thành lập là trường thuộc hạng 5 theo thông tư số 48/2008/BGD-DT của Bộ Giáo dục Đào tạo. Về chế độ tài chính, ngày 31 tháng 12 năm 2011, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên có quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên là loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện chế độ tự chủ. Ngày 20 tháng 5 năm 2010, bà Lê Thị Dung được huyện ủy Hưng Nguyên chuẩn y bí thư chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Tới ngày 1 tháng 10 năm 2012, Dung được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên nhiệm kỳ 2010-2017. Theo đó, bà Dung cũng là chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Sau khi được bổ nhiệm chức vụ giám đốc, bà Lê Thị Dung đã tiến hành họp, ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ từ năm 2013 đến 2017. Việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ nêu trên phải gửi cho cơ quan quản lý cấp trên là Sở Giáo dục Đào tạo, nhưng bà Dung không gửi. Từ vi phạm này dẫn đến các năm 2012, 2014, 2015, 2016 với tư cách là chủ tài khoản, bà Dung đã kê khai một số nội dung thanh toán hai lần đối với một nghiệp vụ tài chính phát sinh. Cụ thể, bị cáo Dung đã thanh toán lần một các nội dung bí thư chi bộ, hỗ trợ học cao học và tập huấn, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp tục quy đổi các nội dung này ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ, thanh toán lần hai với số tiền hơn 44,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển vào số tài khoản cá nhân của bị cáo Dung. Bị cáo Nguyễn Thị Hương là kế toán của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên từ năm 2012 đến 2017. Sau khi bà Lê Thị Dung và các cán bộ, giáo viên khác kê khai, các bộ phận liên quan tổng hợp và ký xác nhận thì bị cáo Hương căn cứ trên các bảng tổng hợp đó để tiến hành đề nghị kho bạc nhà nước, huyện Hưng Nguyên thanh toán tiền thừa giờ từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho trung tâm. Khi bà Dung kê khai hoạt động chuyên môn rồi chuyển đến, bà Hương phát hiện một số nội dung kê khai không đúng quy định của pháp luật. Vậy nhưng là cấp dưới của bà Dung, bà Hương vẫn làm các thủ tục, chứng từ để bà Dung được hưởng số tiền nói trên, gây thiệt hại cho ngân sách Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Đến năm học 2017-2018, thấy không thể để cho bà Dung tiếp tục thanh toán các khoản tiền trái quy định nên bà Hương không làm thủ tục thanh toán tiền thừa giờ. Đồng thời, bà Hương có nhiều văn bản kiến nghị lên cấp trên tố giác hành vi sai phạm của bà Dung. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hương 2 năm án treo. Sau phiên tòa sơ thẩm, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các nội dung đăng tải cho rằng tòa án xét xử không công bằng. Số tiền chiếm đoạt chưa đến 45 triệu đồng nhưng mức hình phạt quá cao với bị cáo Lê Thị Dung. Trước diễn biến trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An thông tin đã nắm bắt nội dung vụ việc, đồng thời yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên báo cáo cụ thể chi tiết vụ án. Việc đăng tải các nội dung bình luận từ tài khoản mạng xã hội là không đúng, dẫn dắt các tài khoản khác bình luận nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến tính độc lập của tòa án trong hoạt động xét xử, gây hiểu nhầm cho dư luận về hoạt động xét xử nói chung. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An nhận định, theo quy định của Hiến pháp, chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. Trong vụ án này, nếu bị cáo không đồng ý với bản án sơ thẩm thì có quyền kháng cáo, Viện Kiểm sát có quyền kháng nghị lên tòa án cấp phúc thẩm. Ngoài ra, pháp luật còn quy định bị cáo được thực hiện quyền khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm để đảm bảo quyền lợi của mình. Được biết, bị cáo Lê Thị Dung đã có đơn kháng cáo. Toàn bộ vụ án sẽ được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nghiên cứu, đánh giá, xem xét toàn diện,
khách quan theo đúng quy định pháp luật.